Diễm kể chuyện vừa quay phim vừa phải bịt mũi. Thúy Diễm và bạn diễn Ngọc Thuận phải nhảy xuống một khúc sông toàn nước thải gia súc khi đóng phim Vợ chồng đậu thời Amok. Sau hàng chục vai diễn từ hiền lành dịu dàng đến cá tính quyến rũ, diễn viên Thúy Diễm đã có sự lột xác ở dự án phim mới của đạo diễn Trần Trí Thành, Vợ chồng đậu thời Amok. Cô đảm nhận vai Phụng, một cô gái nhà quê chân chất, tính tình hơi bập chợp, hay quên trước quên sau và rất hậu đậu, đụng việc gì cũng hỏng. Hình ảnh Thúy Diễm trong những bộ quần áo quê mùa cùng nhiều hành động điên điên khùng khùng khi vào vai Phụng tạo nên những mảng miếng hài hước cho Vợ chồng đậu thời A Công, đồng thời khiến nhiều khán giả thích thú. Thúy Diễm chia sẻ cô phải trải qua rất nhiều thử thách trong suốt thời gian đảm nhận vai diễn điên khùng này. Nhớ lại những cảnh quay khó khăn nhất trong Vợ chồng đậu thời A Công, Thúy Diễm không thể quên trường đoạn đậu nhảy xuống sông tự tử sau khi bị lừa hết tiền và Phụng nhảy xuống cứu bạn trai. Theo chia sẻ của Thúy Diễm, con sông nơi diễn ra cảnh phim rất bẩn. Không những thế, các nhân viên của đoàn phim khi thăm dò còn phát hiện dưới đáy sông có rất nhiều mảnh tôn sắt cạnh do nhà máy tôn gần đó vớt xuống. Dù biết nguy hiểm và rất sợ đứt chân đứt tay, nhưng Thúy Diễm và bạn diễn Ngọc Thuận vẫn nhảy xuống sông để quay cho kịp giờ nước thủy triều lên. Người ta nuôi rất nhiều gia súc bên cạnh nên khúc sông đó toàn nước thải thối ôi là thối, nên khiến tôi và Ngọc Thuận phải vừa quay vừa phải bịt mũi. Theo kịch bản, khi Phụng nhảy xuống cứu đậu lên thì hai đứa sẽ hôn nhau rồi chấp nhận cưới. Tuy nhiên khi quay chúng tôi chỉ ôm nhau thôi chứ không thể hôn được vì nước quá thối, Thúy Diễm kể lại. Vốn là một người rất sợ bẩn và thường không dám sờ vào các con vật như lợn, gà và cá. Nhưng khi vào phim này, Thúy Diễm chấp nhận đi chân đất tắm cho heo, bán cá, bán gà. Tiết lộ về một cảnh phim chưa chiếu, Thúy Diễm cho biết ở cuối phim, Phụng phải đi bán cá. Để diễn cảnh đó, đạo diễn yêu cầu cô phải bắt từng con cá lóc bỏ vào túi rồi cưng cho khách. Tuy nhiên, mỗi lần phải để diễn hành động đó, cô đều la hét và chạy vòng vòng vì sợ. Cuối cùng, đạo diễn sửa kịch bản thành người mua hàng phải bắt cá cho Phụng. Và Thúy Diễm cũng thêm vào câu thoại, chị ơi chị, em cảm ơn chị vì chị mua cá giùm em, mà còn phải bắt cá cho em nữa. Nữ diễn viên chia sẻ về nhân vật của mình, vợ đậu có ngoại hình không xấu, nhưng phải thật là quê, quê tới nỗi không biết cái gì trên đời này, ai nói cái gì cũng nghe hết. Chính vì vậy tôi phải làm bản thân ngu ngơ, ngờ nghệch hơn một chút xíu. Đạo diễn Chí Thành không muốn nhân vật này đẹp lên một chút nào, nên tôi cũng phải ăn mặc quê mùa để đầu tóc bù xù. Mỗi một bộ quần áo khi lên hình của Thúy Diễm, khi ra hiện trường đều được đạo diễn xem xét rất kỹ. Không những thế, đạo diễn còn yêu cầu nữ diễn viên phải giả vờ hơi vai khùng khùng điên điên và thể hiện sự bất thường trong mọi hành động khi vào vai Phụng. Tôi phải cố gắng vận dụng hết những cái khùng trong người để hoàn thành tốt những vai diễn đó, bà xã Lương Thế Thành chia sẻ. Hiện trường chính của bộ phim diễn ra ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nên ngày nào Thúy Diễm cũng phải ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng để kịp có mặt ở đoàn quay phim lúc 6 giờ và kết thúc ngày làm việc vào lúc 11-12 giờ đêm. Có những ngày nữ diễn viên phải quay đến 1-2 giờ đêm, nhưng đến 6 giờ sáng vẫn có mặt ở đoàn để tiếp tục làm việc. Vì phim quay tiến độ gấp để kịp phát sóng nên tôi và cả đoàn không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày nào chúng tôi cũng làm việc từ sáng đến khuya và luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Có những ngày, nhiệt độ ngoài trời Củ Chi lên tới 40 độ C nên tôi thường xuyên bị choáng và say nắng. Nhưng nhìn cả đoàn phim hơn 30 người, ai cũng cố gắng nên tôi cũng cố gắng. Nữ diễn viên cũng cho biết, sau hơn 2 tháng trong rủi cùng đoàn làm phim Vợ chồng đậu thời A Công, cô trở nên đen thùi lùi vì diễn liên tục dưới trời nắng. Khi quay phim này, da tôi ngày càng đen đến mức bạn trợ lý trong phim còn thốt lên. Trời ơi, công nhận chị hợp vai nhà quê dễ sợ luôn, vì thiếu ngủ nên mặt tôi. Khi vào phim trông hốc hác và gầy đi rất nhiều so với các phim khác, tôi cảm thấy nhân vật của mình rất sống và rất khùng. Sau khi phim Vợ chồng đậu thời A Còng được chiếu, Thúy Diễm nhận được rất nhiều tin nhắn bình luận tích cực cho bộ phim, cũng như vai diễn của mình trên Facebook. Chia sẻ về phản hồi của khán giả, Thúy Diễm cho biết, ai cũng nói coi Vợ chồng đậu vui quá, khùng quá và dễ thương. Tôi cảm thấy vui và bỏ công mình cùng đoàn phim đã chịu bẩn thỉu vất vả và lặn lội đi quay rất xa. Bộ phim Vợ chồng đậu thời A Còng xoay quanh cuộc sống của vợ chồng đậu, Ngọc Thuận và Phụng Thúy Diễm. Đậu Nam Bộ chân chất ngây thơ nên thường nhiều lần bị bạn bè lừa tiền tỷ. Trong khi đó Phụng là cô gái đẹp nhưng nhà nghèo nên phải bỏ học từ nhỏ để phụ mẹ làm ruộng nuôi em. Dù chịu thương chịu khó nhưng do bản tính hậu đậu, nhớ trước quên sau, đụng vào việc gì cũng hỏng nên Phụng được mẹ gắn ghép mai mối cho đậu.
11 lần ngứa mắt ngứa miệng, Trang Trần khiến hàng loạt sao Việt tím tái mặt mày. Cũng không an khi người ta phong cho Trang Trần danh hiệu thánh chửi, bởi chẳng mấy chốc lại thấy cô ngứa miệng đối đầu hết sao nọ đến sao kia. Trang Trần hay còn được gọi biệt danh là Trang Khàng. Cô không chỉ được biết đến với vai trò là cụ người mẫu, mà còn đóng phim điện ảnh và kinh doanh, đặc biệt là bán bún đậu mắm tôm. Tuy nhiên, người ta dường như ít biết đến tài năng chuyên môn mờ nhạt của cô ấy, mà chỉ nhớ nhiều đến những tai tiếng qua hàng loạt phát ngôn thô thiển chua ngoa rất chói tai của cô gái giọng khàn này. Chửi fan thậm tệ, Trang Trần vốn có sở thích livestream lên mạng xã hội để tâm sự với người hâm mộ, đồng thời kinh doanh online. Tuy nhiên, nếu fan có lời lẽ phượt ý, thì cô sẽ chửi ngay lập tức. Có một lần Trang Trần trang điểm để đi dự lễ hỏi, khi một khán giả hỏi bôi kem chống nắng trước hay sau khi trang điểm vậy chị, Trang Trần nổi cơn tam bành, mắng mỏ không tiếc lời. Em bị ngu à, ngu hết phần của lợn, kem chống nắng lại hỏi là bao trước hay sau khi trang điểm. Nhiều người ngu mà còn lại hay hỏi, chửi cho thì lại bảo thô mới lại tục, ngu thì câm cái mỏ lại bớt hỏi, mà lại hỏi ngay cái lúc mình đang sử dụng mới ghét. Bên cạnh đó, Trang Trần cũng không quên dằn mặt những khán giả hỏi ngu về chuyện makeup. Đi mua hàng có chút tiền mà cứ tưởng mình là bà nội thiên hạ. Nhà chị bán hàng là một khí phách đấy, không cần quá giàu, không cần quá đông, chỉ cần vừa phải và chất lượng. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi một fan ruột vào livestream và hỏi, nay đi đâu sớm vậy chị? Trang Trần bức xúc nạt lại. Câu đấy người khác hỏi chị sẽ không chửi, nhưng em hỏi thì chị phải chửi vì em ngu. Ngu là những việc mà đứa khác đã làm, chị đi đâu làm gì chắc phải báo với em. Chửi người hỏi công thức làm bán bún đậu. Có một cô gái nhắn tin cho Trang Trần hỏi, chị Trang ơi, giúp em một chút được không? Chuyện là em ở Lộc Ninh, Bình Phước, em muốn mở quán bún đậu mắm tôm, nhưng không biết mua bún lá ở đâu, chị có thể giúp em không ạ? Với cách pha mắm tôm và chiên đậu làm sao cho giòn mà không bị cứng, cảm ơn chị nhiều. Ngay khi nhận được tin nhắn, Trang Trần đã thẳng thắn đáp trả, cho chị số tài khoản, chị gửi tiền cho mà tiêu. Làm giàu thế ai cũng làm em ạ. Làm ăn mà đi hỏi người khác làm giống mình, chị không phải hoa hậu thân thiện như em, cũng không phải lớp trưởng bộ môn bún đậu mắm tôm, nên không có trách nhiệm kèm bài cho quán nào. Hỏi như em, chị chúc đúng một câu, mong em sớm sập tiệm, buôn bán mà không biết gì về kỹ thuật nấu ăn mà lại đòi mở. Vẫn biết việc cô gái hỏi ngón nghề kinh doanh của Trang Trần là không nên, bởi đây là bí kíp làm ăn của cô ấy, nhưng cách trả lời kiểu tát nước vào mặt người khác như thế này quả là không chấp nhận được. Chửi anti-fan, kể cả khi có những hành động đẹp như khi làm từ thiện, Trang Trần cũng không thể níu giữ được chút cảm tình trong lòng khán giả. Khi chỉ vì một lời nhận xét thiếu tế nhị mà cô đánh đá đáp trả khiến ai cũng lắc đầu chào thua. Cụ thể là khi đăng tải hình ảnh dự lễ khánh thành một cây cầu tại tỉnh Bến Tre do cô vận động kinh phí xây dựng lên Facebook, thì có một anti-fan nhận xét rằng đi làm từ thiện mà đầu tóc rối bù, mặt bóng dầu, ăn mặc lố lăng. Học các hoa hậu kia kìa, tóc tai mượt mà mới xứng đáng làm nghệ sĩ. Trang Trần đã rất tức giận và đánh đá đáp trả. Ôi, tôi bận ăn nhậu hưởng thụ cho cuộc sống của tôi, nên tôi chỉ sống lượm thượm vậy thôi. Làm công tác thiện nguyện mà cũng không tha mình. Xin lạy mấy thánh, tôi cũng ráng bỏ lết qua cái tháng này tôi nhịn nhé. Không làm gì tốt cho đời thì im mỏ lại cho người khác khỏi nhục chí. Cầu là tiền của mọi người, nên em nhờ anh chị báo chí thông báo giúp để các nhà hảo tâm nắm bắt thông tin nhanh và chuẩn, tránh tình trạng em bị một người kia gửi 150 đô, bảo cho con gái em 50 đô mà mua váy em từ chối, và sau đó em đã đăng nhận tiền trước. Cả ngày chị ấy nhắn tin nói em lấy 150 đô đi nhậu. Em muốn ước dân trào, một tháng nhậu có khi tốn 10-15 triệu quá bèo với thu nhập của em. Em là Trang Khàng bán bún đậu chứ không phải hoa hậu, đừng bắt em lộ là gắm gốc, bởi tính em không thích trâu chuốt. Em chỉ đánh được son môi là vui lắm, tha cho em nha. Trang Trần chửi bới xô xát với công an. Trong một lần, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn. Khi đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàng Kiếm, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị công an phường Hàng Bươm dừng xe kiểm tra giấy tờ. Khi công an yêu cầu lái xe về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã phản ứng và lớn tiếng tranh cãi với thái độ bất hợp tác, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ. Ngay cả lúc về trụ sở công an, Trang Trần vẫn tiếp tục chửi cảnh sát bằng những lời tục tiểu. Với hành vi chợ búa của mình, Trang Trần phải hầu tòa và bị tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo. Trang Trần chửi siêu mẫu Hà Anh. Có lần Trang Trần đã đăng tải lên trang cá nhân của mình đường link các bài báo mạng liên quan đến hình ảnh Hà Anh xuất hiện trong đêm chung kết Việt Nam Next Top Model, khi cô ấy mặc đồ hở bụng với các title kiểu như
Hà Anh khoe cả mảng bụng với kiểu váy thiếu vải, với những lời lẽ khó nghe như cần phải mua cây cột cho ả đô và liếm, hay có một con khùng trong tấm hình theo mọi người là bánh bèo nào. Kể cả câu nói nhẹ nhàng hơn cũng đầy ẩn ý sau cây: ở nhà tôi thường mặc, nhà bạn thì ai quan tâm, kể cả bạn không mặc gì. Trên trường chửi ca sĩ Danh Bi. Danh Bi từng đăng tải một status cá nhân với nội dung phân biệt giới tính. Hành động ngày nay lập tức đã vấp phải sự phản đối từ cư dân mạng và các nghệ sĩ Việt. Riêng về phía Trang Trần, cô đã làm hẳn clip phản pháo Danh Bi với những lời lẽ đả kích. Danh Bi tôi không biết là ai, trai thì không đủ cứng, nghệ sĩ thì không đủ tài, chỉ vả cho cưng 1.000 phát. Trang Trần chửi diễn viên Hiếu Nguyễn. Trong suốt quá trình tham gia cuộc đua kỳ thú, sự đanh đá và thẳng thắn của Trang Trần khiến em choáng váng. Cô đã không ít lần xúc phạm đồng đội Hiếu Nguyễn mỗi lần xích mích bằng những lời lẽ nặng nề. Chữ ngắn nông cạn thì đừng nói nhiều, đừng xây dựng hình ảnh cho mình nữa, anh im mồm đi, phát rồ. Thậm chí tại đặng đua ở Huế, cô đã hất tung 20 chiếc nón lá vào Hiếu Nguyễn, khiến anh bị một mẻ chiếc răng. Ở mỗi chặng đường, trong các cuộc trò chuyện của Trang Trần luôn tung ra hàng loạt những câu chửi thề, cửa miệng cấu bẳn với diễn viên Hiếu Nguyễn, khiến ban tổ chức chương trình đã buộc lòng phải đắp tiếng bíp thay cho mọi câu văn tục trước khi lên sóng truyền hình. Trang Trần chửi Dương Yến Ngọc. Trang Trần lên tiếng chửi xéo Dương Yến Ngọc trước thông tin cô bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Những chia sẻ của Trang Trần hết sức chợ búa và thiếu tôn trọng. Trang Trần cho biết, cuộc đời này, đàn ông đánh bạc để vợ con ra đường là đã không chấp nhận được, thì đàn bà đánh bạc, trôi nhà trôi cửa bị chồng đánh đập chẳng có gì là oan. Lo mà trả nợ đi không lại khô máu với bọn chợ đen bây giờ, và còn rất nhiều những lời lẽ miệt thị khác. Ngay sau đó, Dương Yến Ngọc đã đăng tải rất nhiều trạng thái bộc bạch về sự tàn ác và điêu ngoa của Trang Trần. Theo Dương Yến Ngọc thì chính Trang Trần là tác nhân khiến chồng của cô đánh cô thậm tệ hơn. Thậm chí cô còn muốn kiện Trang Trần ra tòa về tội vu khống, bôi nhọ danh dự và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trang Trần xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương. Em bức xúc nhất là vụ Trang Trần dùng những lời lẽ thô tục xóa mạ cô Xuân Hương, một người nghệ sĩ lớn tuổi và đáng kính trọng trong showbiz. Trang Trần thậm chí hăm dọa nếu nghệ sĩ Xuân Hương dám phản ứng trên Facebook, cô sẵn sàng tới nhà xé xác đàn chị. Trang Trần bóng gió mắng Ngọc Trinh. Khi Ngọc Trinh vừa tung một bộ ảnh có phần mát mẻ thì Trang Trần đã lập tức làm clip bóng gió mắng Ngọc Trinh. Khác với lần mắng chửi tục tiểu nghệ sĩ Xuân Hương, lần này Trang Trần dùng lời lẽ khá là lịch sự cùng với những lý lẽ khá xác đáng về người mẫu, nhưng ẩn ý đằng sau những lời lẽ đó khá là nặng nề. Dù không chỉ thẳng mặt gọi hẳn tên, nhưng người ta đều biết Trang Trần bóng gió nói về ai. Nếu như bạn muốn sau show diện có nhiều trai ve vãn, bu xung quanh như ruồi bọ, thì bạn không phải làm nghề người mẫu. Người mẫu người ta sống bằng nghề cắt quốc chụp hình, suốt ngày phải đi diễn hùng hục như trâu, chạy ngược chạy xuôi, để mới là người sống bằng nghề người mẫu. Chứ người mẫu mà cả đời chẳng thấy show diễn nào, nhưng lúc nào cũng giàu có thì không phải là người mẫu. Trang Trần chửi Hồng Nhung vợ Xuân Bắc. Gần đây nhất là việc Trang Trần đã lên tiếng bênh vực thầy giáo cũ, nghệ sĩ nhân dân Anh Tú. Đồng thời tố cáo ngược lại vợ Xuân Bắc từng có lời lẽ coi thường các chân dài như cô. Thầy chính là người dạy tôi và các sinh viên học làm người trước khi học làm nghề, thì sẽ không bao giờ làm trò mèo đó được. Có trách là trách bản thân ngồi vào vị trí đó do cái gốc quá bự, chứ đừng làm tưởng thầy tôi chèn ép. Bớt hồ đồ bánh bèo vô dụng lại cho chồng sang như bao năm đi. Trang Trần còn dùng những lời lẽ khiêu khích để nói về Hồng Nhung. Câu chuyện hôm nay khẳng định là sự tinh tướng của chị, đến cái kỹ năng cơ bản nhảy cha 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 còn chẳng nắm được, vậy mà chị đã vội vã vu cho tôi là chân dài người mẫu. Làm được gì thì thầy tôi bị cho là chèn ép cũng dễ hiểu. Không chỉ vậy, Trang Trần còn khẳng định tin tưởng nghệ sĩ nhân dân Anh Tú, không ngừng gửi sự thách thức tới bà xã Xuân Bắc. Nó thích đụng thầy của em sẽ sanh chính cho nó hiểu thầy của em tuyệt vời như thế nào. Hoặc để thầy tôi yên, chứ không tôi live stream là chị mệt nha. Phía giảng viên Hồng Nhung cũng đã có những phản hồi về sự việc này. Em Trang Trần, chưa bao giờ tôi dám nhận em là sinh viên của tôi. Tôi thật đáng trách khi cứu em khỏi bị đuổi học vì việc em chửi và đánh cô giáo Minh Nhu của tôi. Chỉ cần em nói thêm một câu nào nữa, em sẽ biết em nhận kết quả gì.